lại là câu chuyện về nàng công chúa bị bắt cóc và kẻ bắt cóc. Thế nhưng lần này ai là công chúa? Ta là công chúa. Ồ, công chúa là đàn ông. Vậy kẻ bắt cóc sẽ là? Ta là Bowser, nhưng ta không phải kẻ bắt cóc. Giới tính của họ sao thế này? Subscribe Wi-Fi Detail để cùng khám phá nhé. Hiếm có nàng công chúa nào trên đời có thể khó ưa được như Peach, công chúa vương quốc nấm. Nàng đỏng đảnh, nàng kiêu kỳ, nàng bướng bỉnh và khó tính thì không một ai sánh bằng được. Thế rồi Peach cũng gặp họa từ tính cách của mình. Vì muốn sở hữu vương miện phép thuật, nàng đắc tội với tiên đỡ đầu và chịu một lời nguyền đáng sợ. Người đã thích vương miện đến vậy thì hãy để nó dính chặt lên đầu ngươi đi. Chừng nào vương miện ở đó thì ngươi sẽ không được một chàng trai nào yêu thương hết cả. Ta không tin đâu. Beach không muốn tin cũng phải tin khi lời nguyền diễn ra. Để giao tình với đức vua, cha của công chúa mà tiên đỡ đầu đưa ra một cách để giải lời nguyền. Lời nguyền sẽ được giải khi con gặp được vị anh hùng tử tế, chấp nhận yêu thương con. Nếu xét về anh hùng thì làm gì có ai nổi tiếng hơn Mario bây giờ. Danh tiếng của chàng lẫy lừng, làm điêu đứng bao trái tim thiếu nữ. Nhưng gặp được Mario thì khó đấy. Ta nghe nói dù có là ai thì cũng phải đặt lịch cả năm trời lận đó. Cha đừng lo, cứ để con. Kẻ duy nhất dám bắt cóc Peach lúc này là Bowser, vua tộc rùa, một kẻ phản diện bị đồn là ngốc nghếch. Dạo gần đây, hắn điên đầu vì lũ rùa hắn nuôi tự nhiên mắc bệnh lăn ra nằm ngửa. Peach liền tung ra thông tin rằng vương miện của nàng chữa được bách bệnh. Chỉ tiếc nó là vật bất ly thân, nên muốn có được thì phải dẫn theo cả nàng. Đúng theo dự liệu, đêm hôm đó Peach ngáp ngủ ngồi chễm chệ trong lâu đài của Bowser. Bowser làm Peach khá thất vọng. Thoạt đầu hắn chẳng ra dáng một kẻ phản diện tẹo nào. Vậy đó, ta mời công chúa về chỉ để chữa bệnh cho đàn cướp ba của ta thôi. Việc dễ ợt như vậy dĩ nhiên là... Dĩ nhiên là không được. Sao không được? Nghe nè, tất cả chỉ là ta bịa ra mà thôi. Ngươi bị lợi dụng rồi hiểu không, đồ ngốc? Vương miện của ta, ngươi đừng hòng chạm đến được. Lời khiêu khích thành công khiến bao sờ phát điên. Đừng có thách ta. Chạm hả? Sự kiện kinh hoàng đó khiến công chúa Peach vốn xinh đẹp kiêu sa đột nhiên trở thành gã đàn ông đích thực. Còn Bowser thô lỗ thì giờ lại hóa thành cô ả quyến rũ say đắm lòng người. Cái gì? Sao nhiều giờ nổi điên có, hoảng loạn có, đau khổ gục ngã có, hai kẻ đen đuổi quyết định đi tìm Mario, người có thể chính là anh hùng được nhắc đến trong lời nguyền. Cấm để lộ ta là Bowser, gọi là Bowser. Để tìm được anh chàng đào hoa Mario thật không dễ dàng. Tất cả những nơi mà Bowser và Peach nghe được tin Mario xuất hiện thì đều là thông tin giả. Thì ra cô không phải là người đầu tiên phát minh ra cái trò giả bị bắt cóc này. Rapunzel này, chẳng phải cô chỉ cần dắt tóc sang cành cây này là thoát được ra rồi sao? Cái tháp đâu cao đến vậy? Thôi nào, nếu ta làm thế thì sao mà chờ được Mario đến giải cứu đây? Hoặc Bạch Tuyết, cô nàng nghẹn táo. Nàng cũng chẳng nghẹn đến mức đó đâu, nhưng cứ khăng khăng chờ Mario đến rồi mới phun miếng táo đó ra khỏi miệng. Cuối cùng chính Peach
lại là người nỗ lực hết mình để giúp các cô gái thay đổi suy nghĩ ỷ lại trước đó. Thay vì dựa dẫm và lệ thuộc vào người khác, tại sao chúng ta không tự quyết định số mệnh của mình? Phải đó, lúc đó mà cô tự tìm Mario thì ta đã chẳng phải khổ thế này. Thế nhưng thay vì thay đổi suy nghĩ thì các cô gái đổ rạp trước sự tinh tế và đẹp trai của Beach. Thậm chí Bowser còn bị ganh ghét vì dám đến gần người trong mộng của mấy nàng. Bowser cười như nắc nẻ cho rằng con gái quá phiền phức. Cho đến khi chính hắn ta cũng bị các chàng trai vây kín, bày tỏ sự yêu thích mù quáng đến nỗi Beach phải ra mặt cứu hắn đi. Giờ khắc ấy Bowser nhận ra cái cô công chúa khó ưa lúc trước cũng có điểm gì đó khá là thú vị. Ngược lại, Beach cũng thấy Bowser hay hay, dù dưới cơ thể mỏng manh của con gái vẫn xông pha khắp mặt trận, giải cứu nàng khỏi nguy hiểm nhiều lần. Cuối cùng họ cũng gặp được Mario khi rơi vào cạm bẫy hiểm trong một khu rừng kỳ quặc. Nghe nói có ai gọi tên ta hả? Đúng, anh hùng Mario đến rồi đây. Mario xuất hiện vô cùng hồ hởi, nhanh nhẹn giải cứu Bowser. Ơ kìa, còn ta mà, ta mới là người cần chàng giải cứu anh hùng ơi. Xin lỗi nha, ta mệt rồi, chỉ cứu được mấy cô gái xinh đẹp thôi. Phải đến khi Beach níu kéo, kể hết đầu đuôi câu chuyện về vương miện quyền năng và sự hoán đổi, Mario mới sai bầy đàn thả Beach ra, đưa về nhà máy ống nước của mình. Thế nhưng, điều làm Beach và Bowser tuyệt vọng đó là đến vị anh hùng nổi tiếng như Mario cũng không sao lấy được vương miện xuống. Xem ra chúng ta đã nhầm rồi. Mario không phải vị anh hùng mà lời nguyền nhắc đến. Mau đi thôi Bowser. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à. Không lấy được vương miện thì ta đành phải tiêu diệt công chúa thôi. Tiếc thật đấy. Nghe nói nàng từng là một đại mỹ nhân cơ mà. Lúc này Beach và Bowser nhận ra tâm địa xấu xa của Mario. Không còn lúc nào, họ đành phải phối hợp gắn hết sức tìm cách thoát khỏi địa bàn của hắn. Trong lúc tranh đấu, họ vô tình làm sập một căn phòng ẩn, lộ ra các cô gái lúc trước Beach và Bowser từng gặp. Thì ra Mario là kẻ trăng hoa, lợi dụng việc giải cứu để lừa gạt trái tim thiếu nữ. Các cô gái cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của những câu nói mà lúc trước Beach khuyên họ. Họ cùng nhau mạnh mẽ tiến lên giúp Bowser và Beach chống lại Mario. Tuy phần thắng đã nghiêng dần về phía Beach cùng Bowser, nhưng Mario không hề thể hiện ra chút gì căng thẳng. Giỏi quá nhỉ. Nhưng nếu công chúa Beach của ta không chịu đầu hàng, chỉ cần ta nhấn nút này thôi, tên lửa hủy diệt sẽ bay thẳng đến sang bằng Dương Quốc năm. Beach là một nàng công chúa, mà công chúa thì có nghĩa vụ phải bảo vệ thần dân của mình. Tha cho họ rồi ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của ngươi. Được thôi, dù sao cái đám nhãi đó cũng chẳng có ích gì. Nhưng nàng phải bỏ hết đống nắm sáng chế đi đã. Ai biết được lỡ nàng lật lọng thì sao? Thế nhưng Mario không biết, Beach vẫn còn vật phẩm cuối cùng, cây nắm tốc độ. Nhờ nắm tốc độ, Beach chạy như vũ bão về phía Mario, cướp đi điều khiển của hắn. Không ngờ trong lúc giằng co, vô tình điều khiển bị đè vào, khiến tên lửa thành công bị kích hoạt. Nhưng lúc lũ khỉ nhốn nháo, Bowser liều mình lao đến cố ngăn cản tên lửa, nhưng cũng không giúp thay đổi được gì.
Giờ khác cận kề nguy hiểm, bao sét cắn răng gồng mình tách lớp mai rùa của mình ra. Đó là nơi chứa toàn bộ sức mạnh của hắn, có khả năng phóng to và bao phủ lên mọi thứ. May mắn là mai rùa đã che chắn phần nào nên dư chấn vụ nổ không quá mạnh. Làm được rồi, chúng ta thoát rồi, bao sét tuyệt quá. Chỉ là họ không thể mừng vui được lâu khi không có mai rùa, bao sét không thể nào tồn tại. Chuyện gì thế này? Chàng sao vậy bao sét? Lần đầu tiên trong chuỗi ngày đằng đẵng, họ không còn chí chóe với nhau nữa. Nàng làm tốt lắm. Xin lỗi, ta không đồng hành cùng nàng tiếp được rồi. Hãy tiếp tục bước trên con đường hóa giải lời nguyền nhé. Không, không có chàng ta không làm được gì hết cả. Pia, lời nàng nói với các cô gái có nhớ không? Mỗi người đều có thể trở thành anh hùng trong cuộc đời của họ. Ta rất thích nàng. Kỳ diệu thay, ánh sáng lóe lên lan tỏa muôn nơi. Khi ánh sáng biến mất, Beast công chúa trở về dáng vẻ xinh đẹp, còn Bowser thì đường hoàng oai vệ và mạnh mẽ với chiếc mai sau lưng của mình. Còn Mario, anh hùng dởm thì sao? Hắn bị các cô gái cho một bài học, đồng thời lộ sự gian trá trước toàn thể nhân dân khắp các vương quốc. Khoan đã, vì sao lời nguyền lại được hóa giải? Sau cả hành trình dài, Beast và Bowser đã chứng minh được kể cả công chúa kiêu kỳ yếu ớt như Beast hay kẻ phản diện trong lời đồn như Bowser đều có thể trở thành dũng sĩ. Và tình yêu đích thực của họ dành cho nhau thì không còn phải nghi ngờ gì nữa. Câu chuyện hôm nay kết thúc rồi. Cảm ơn sự ủng hộ của bạn. Mỗi lượt xem là một sự cổ vũ to lớn để chúng mình sáng tạo ra nhiều câu chuyện mới thú vị hơn. Đừng quên subscribe qua Fairy Tales để giúp chúng mình sớm đạt được 1 triệu subscribe nhé. Còn bây giờ, hãy chia sẻ với qua Fairy Tales cảm xúc của bạn khi xem câu chuyện ngày hôm nay nhé. Hẹn gặp lại bạn trong tập phim sắp tới. Biển cả nổi sóng dữ dội, như sẵn sàng nuốt trọn tất cả những thứ dám đến gần. Vậy mà vẫn có kẻ ngốc nghếch lại muốn lao thẳng vào miệng của con quái vật đó. Nàng hầu gái Dorota tội nghiệp đang lần mò từng bước đến bờ vực trong tuyệt vọng. Khuôn mặt bị băng lại như những xác ướp cổ đại. Đôi mắt nhắm nghiền như thể hàng ngàn năm chưa được nhìn thấy ánh sáng. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Và chỉ vài bước chân nữa thôi, cô bé tội nghiệp của chúng ta sẽ vĩnh viễn nằm lại trong lòng biển cả. Những điều khủng khiếp xảy ra với Dorota là một bi kịch mà cô tự bước chân vào. Dorota là nàng hầu gái nổi tiếng nhất trong các nàng hầu gái của Vương quốc. Cô vô cùng tháo vát tốt bụng. Không ai trong vương quốc có thể ghét nàng hầu gái Dorota cả. Nhưng nàng Dorota của chúng ta lại chẳng hề tự tin vào bản thân. Và Dorota còn đặc biệt ngại ngùng khi chạm mặt hoàng tử Z. Hả? Chị không sao chứ, Dorota? Chị phải cẩn thận chứ. Không, không sao ạ, à. Thần không sao, cảm ơn hoàng tử. Dorota vốn vào cung từ nhỏ để làm người hầu riêng cho hoàng tử Z. Hoàng tử Z không có nhiều bạn bè đồng trang lứa. Chàng và Dorota nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết. Và dần dần, nàng Dorota nảy sinh tình cảm với hoàng tử Z. Z là chàng hoàng tử nghìn năm có một. Chàng đẹp trai, tài giỏi,
gần như chẳng người phụ nữ nào không bị khuất phục trước vẻ đẹp của chàng. Nhưng Séc mãi biết quan tâm đến chuyện triều chính, tập luyện nên chẳng màng yêu đương. Dorota vốn tự ti, cô cho rằng gian sắc và thân phận hầu gái tầm thường của mình chẳng xứng đáng với hoàng tử. Đó là lý do cô chẳng bao giờ dám mở lời tỏ tình. Trong một buổi đi săn nọ, hoàng tử Séc bất ngờ gặp phải tai nạn. Chàng bị thương nặng, cơ thể rất yếu, phải nằm liệt giường để chờ bình phục. Ban đầu, rất nhiều hầu gái chăm sóc hoàng tử Séc, nhưng cuối cùng, chàng chỉ cho phép Dorota hầu hạ mình. Đúng là món mà ta thích, chỉ có chị là hiểu ta thôi, Dorota à. Trong thời gian này, Dorota thường xuyên tiếp xúc với hoàng tử, cô ngày càng yêu Séc hơn. Nhưng tất nhiên, hoàng tử vẫn chẳng nhận ra. Cô ta là ai mà ngày nào cũng vào giường thượng uyển vậy, Dorota? Đó là Katrina, con gái của ngài tể tướng đó. Cô ấy vẫn thường vào đây vãn cảnh. Chính tể tướng đã đề nghị hoàng tử cho phép cô ta mà. À, ta nhớ rồi, cô ấy đẹp thật chứ, Dorota nhỉ? Những ngày dưỡng bệnh chẳng có gì để làm, hoàng tử Séc dần bị thu hút bởi vẻ đẹp của Katrina. Katrina vốn là một người phụ nữ đẹp tuyệt trần. Vẻ đẹp của cô ta thậm chí còn hoàn hảo hơn cả hoàng tử. Hoàng tử Séc mỗi ngày đều mong ngóng Katrina, nhưng cô chẳng bao giờ lên thăm chàng, mà chỉ vẫy tay chào từ vườn thượng uyển. Séc coi Dorota như một người chị gái, chàng tâm sự với cô về Katrina. Tại sao cô ấy chẳng bao giờ lên đây nhỉ, Dorota? Dù rất buồn, nhưng Dorota vẫn nén đau lòng để trò chuyện với hoàng tử. Ngày nào cô ấy cũng dễ chào ta, mà lại chẳng thể hỏi thăm ta hay sao? Vì thấy hoàng tử Séc để ý Katrina, Dorota quyết tâm hành động để giúp chàng hạnh phúc. Thưa tiểu thư, cô có thể dành chút thời gian lên thăm hoàng tử được không ạ? Hoàng tử ngày ấy rất mong chờ cô. Ta? Không, không được đâu, chưa đến lúc đâu cô bé. Nhưng tại sao? Ngày nào tiểu thư cũng phải chào hoàng tử mà. Hoàng tử ngày ấy có vẻ để ý tiểu thư. Nếu tiểu thư lên thăm hỏi hoàng tử, bệnh tình ngày ấy sẽ khá lên nhiều. Ta rất bận, ta phải qua lại với rất rất nhiều anh chàng khác rồi. Sau đó mày ra mới đến được hoàng tử, cô bé ngốc à. Vậy nhé. Dorota rất bối rối vì không thể nhờ Katrina, nhưng cô đã nghĩ ra một cách khác. Cô tự viết những lá thư tình đề tên Katrina, rồi giả vờ là Katrina nhờ cô gửi cho hoàng tử Séc. Hoàng tử Séc thật sự thích những bức thư, chẳng có gì khó hiểu cả. Những lời chân thành trong những bức thư chính là tấm lòng của Dorota. Dần dần, hoàng tử đem lòng yêu người trong bức thư, người mà chàng cứ ngỡ là Katrina. Vào lúc hoàng tử Séc quyết tâm muốn gặp Katrina bằng được, thì chuyện không ngờ xảy đến. Katrina đã trong một chuyến đi chơi đã bị bắt cóc, cả lũ bắt cóc và cô đều mất tích. Đức vua vốn biết chuyện của Séc với Katrina, ông ra lệnh mọi người không được làm lộ chuyện này với hoàng tử để chàng an tâm dưỡng bệnh. Nhưng nhiều ngày không được thấy Katrina, hoàng tử Séc ngày càng lo lắng, đến nỗi chàng ốm tương tư, chẳng thiết ăn uống chạy chữa gì hết. Dorota chỉ có thể giúp hoàng tử bình tĩnh nhờ những bức thư tình giả. Nhưng Dorota biết những bức thư không thể nói dối mãi. Cô sợ khi biết được sự thật về Katrina, hoàng tử vốn bệnh nặng càng thêm đau khổ, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong suy nghĩ của Dorota, hoàng tử Séc yêu Katrina chính là vì khuôn mặt xinh đẹp của ả. Vì vậy, cô nàng tội nghiệp của chúng ta đã nghĩ ra một giải pháp điên rồ. Dorota đến gặp Black, một gã phù thủy thiên tài làm việc bất hợp pháp ở chợ đen. Khuôn mặt của Black vô cùng đáng sợ. Mọi người đồn đó chính là lý do hắn chọn làm việc ở chợ đen để tránh bị kỳ thị. Có chuyện gì? Dorota yêu cầu Black biến khuôn mặt của cô thành mặt Katrina. Nhờ vậy, Dorota có thể đến bên hoàng tử Séc và giúp chàng an lòng. Không.
yêu đương dớ dẫn, vì chuyện đấy mà định từ bỏ khuôn mặt. Và cô nhút nhát đến nỗi không dám thường ngỏ lời. Đồ ngốc. Nhưng nếu không được gặp Katrina, tôi sợ rằng hoàng tử sẽ đau khổ chết mất. Người chàng yêu là Katrina, tôi cầu xin ông, tôi sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì. Thế đôi mắt, và cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của hoàng tử nữa. Tôi chấp nhận, và tôi yêu chàng vì con người, chứ không phải bề ngoài của chàng. Phù thủy Fleck có vẻ siêu lòng vì sự cương quyết của Dorota. Hắn cuối cùng cũng chấp nhận lời đề nghị của cô. Tuy nhiên, phép thuật của Fleck không thể có tác dụng ngay. Dorota phải chờ cho đủ 3 tháng để phép thuật hoàn chỉnh. Trong thời gian đó, cô không được phép cởi bông băng trên mặt. Chị sao vậy Dorota? Sao lại phải băng bó như vậy? Thần không sao, thần chỉ... vấp ngã thôi à. Thần sẽ chống khỏi. Nhưng 3 tháng nữa, thần... thần không còn ở đây nữa thưa hoàng tử. Thần sẽ phải đi xa, rất xa. Hoàng tử Seth ngạc nhiên vì chàng cố gắng gặng hỏi nguyên do, nhưng Dorota luôn tảng lờ mỗi khi hoàng tử đề cập tới chuyện này. Hoàng tử Seth đâm nghi ngờ, đành bắt đầu quan sát Dorota nhiều hơn. Chính nhờ vậy, Seth mới dần nhận ra lòng ân cần của Dorota đối với chàng. Trong những ngày này, Dorota vẫn tiếp tục đem những bức thư giả đến cho hoàng tử. Hoàng tử Seth đã gần bình phục, chàng minh mẫn và khỏe hơn rất nhiều. Đó là vì những bức thư ngày càng mãnh liệt hơn. Và Katrina trong thư cũng thông báo rằng cô sẽ trở về sau gần 3 tháng nữa. Chị Dorota à, Katrina không chỉ có vẻ bề ngoài mà còn có bên trong cũng tuyệt vời. Những bức thư này duyên dáng và uyên bác vô cùng. Nhưng dù sao tiểu thư cũng là con gái tể tướng thư hoàng tử. Ta hiểu con người nàng ấy qua những bức thư. Thậm chí dù nàng ấy có xấu hay đẹp, ta vẫn yêu vì tâm hồn bên trong của nàng. Chị có sao không Dorota? Không, không, thần sơ ý, xin lỗi hoàng tử. Hoàng tử Zed thấy thái độ của Dorota rất kỳ lạ. Zed bỗng nhận ra thời điểm mà Katrina quay về trùng khớp với thời điểm mà Dorota rời đi. Chàng bắt đầu nghi ngờ và cố gắng tìm hiểu. Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình đã sai? Không, không hề. Hoàng tử cao quý là vậy, chỉ có vẻ đẹp của Katrina mới xứng đáng với chàng thôi. Dorota có vẻ vẫn không nhận ra sự tinh ý của hoàng tử. Nàng vẫn tiếp tục đi trên con đường sai lầm. Về phần hoàng tử Seth, chàng bắt đầu nghiên cứu rất kỹ những bức thư mà Dorota đem tới. Cách nói chuyện ở đoạn này sao mà giống với Dorota? Còn đoạn này nữa, không thể nào. Ta chỉ nói điều này với người thân, sao Katrina lại biết? Và hoàng tử Seth quyết định sẽ tự tay kiểm chứng nghi ngờ của mình. Vài hôm sau, khi Dorota mang tới bức thư tiếp theo, hoàng tử Seth bắt tay vào thực hiện kế hoạch mà chàng đã chờ mấy ngày trời. Tiểu thư Katrina lại gửi một bức thư nữa thưa hoàng tử. Hoàng tử sao vậy? Hoàng tử có cần thần gọi thái y không? Lại có thư à? Chị đọc cho ta nghe nha. Hôm nay ta hơi mệt. Hoàng tử Seth giả vờ mệt mỏi để nhờ Dorota đọc lá thư, cốt là để tìm hiểu xem cô có liên hệ gì với những bức thư này hay không. Và hoàng tử Seth tự nhận thấy rằng nghi ngờ của mình là chính xác. Càng đọc bức thư, Dorota càng lộ vẻ xúc động. Như thể những lời trong bức thư là của chính cô bày tỏ với Seth. Đến lúc này, Seth có thể chắc chắn rằng những bức thư tình kia chính là do Dorota viết, chứ không phải Katrina như chàng vẫn tưởng. Chờ chút đã, Dorota, có phải nàng chính là người viết bức thư này hay không? Không, không, làm gì có. Không, đó là thư của Katrina mà hoàng tử. Đúng là nàng, Dorota.
tại sao nàng lại nói dối ta? Ta yêu người trong những bức thư. Đó không phải là Katarina, đó là nàng, Dorota. Chính là nàng, chứ không phải ai khác. Không, không thể nào, không. Nàng sao vậy Dorota? Dừng lại đã. Nhưng chàng hoàng tử của chúng ta sẽ chẳng thể nào lường trước được phản ứng của nàng hồng gái tội nghiệp. Hoàng tử Seth dùng dậy ngay lập tức, cố gắng đuổi theo Dorota. Nhưng vì cơ thể vẫn còn yếu, chẳng mấy chốc, chàng đã mất dấu Dorota. Dorota đã nhận sai lầm của mình nghiêm trọng thế nào. Cô chạy thẳng tới nhà tên phù thủy Fleck với hy vọng cứu vãn trước khi mọi chuyện quá muộn. Gì nữa vậy? Tôi cầu xin ông hãy rút lại phép thuật. Làm ơn, cầu xin ông mà. Dorota kể lại mọi chuyện, cố gắng phân bua với Fleck, nhưng dù cô có van nài thế nào, không được. Khuôn mặt chằng chịt sẹo của gã phù thủy vẫn lạnh như băng. Giao kèo này đâu có phá được. Không thể nào, không thể như vậy được. Không đời nào. Nhưng chuyện đã rồi, dù thế nào đi nữa, Dorota cũng không thể phá vỡ giao kèo của một phù thủy quyền năng. Thời hạn đã điểm, gã phù thủy độc ác cướp lấy danh tính và đôi mắt của Dorota. Mặt của tôi, mặt của tôi, không, mặt của tôi. Sao lại tối thế này? Tối quá, không nhìn thấy gì hết. Ôi, mắt của tôi đâu rồi? Không nhớ giao kèo à? Đôi mắt là đôi mắt của cô. Đổi lấy khuôn mặt này là chỗ cô muốn, phải không đồ ngốc? Phải rồi, giao kèo là ta muốn làm thế. Đúng rồi, là tại ta. Tại ta. Cô hồ gái bé nhỏ tuyệt vọng đến điên dại, đánh mất đôi mắt, đánh mất danh tính, đánh mất cả tình yêu của mình. Dorota giờ đây chẳng biết phải làm gì. Nương theo mùi muối mà những ngọn gió thổi vào, Dorota lần mò ra mỏm đá bên bờ biển, và chúng ta lại trở về với điểm bắt đầu của câu chuyện bi kịch này. Sắp tới rồi. Sắp tới rồi. Dừng lại, nàng làm sao vậy Dorota? Dorota, nàng nghĩ cái gì vậy hả? Không, để tôi đi, làm ơn. Chàng đừng làm vậy, bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Không được, đừng làm vậy Dorota, hãy nghe tao nói đã. Một phép màu xuất hiện mà Dorota chắc chắn không thể nào nghĩ tới. Khuôn mặt của Dorota, như các bạn đã thấy, chẳng hề thay đổi dù chỉ một đường nét. Quan tử, quan tử, sao quan tử lại ở đây? Không, tại sao thần lại nhìn thấy quan tử? Thế nào, ngạc nhiên chứ cô bé? Nhưng tại sao khuôn mặt của tôi lại không hề thay đổi? Thế cô nghĩ tại sao phù thủy Black Tài Ma lại không hề sửa chữa khuôn mặt của mình nào? Dorota không hề nhận ra phù thủy Black cũng có vấn đề về vẻ ngoài giống cô. Nhưng Black không giống Dorota. Anh tự hào về chính mình, nhất quyết không chịu từ bỏ danh tính của mình. Để có thể tránh sự kỳ thị, Black chọn cách làm việc bất hợp pháp ở chợ đen. Black đã nhìn thấy chính bản thân mình trong Dorota. Anh cũng thấy rất tội nghiệp cho cô, khao khát tình yêu tới nỗi mù quáng chấp nhận đánh mất chính mình. Ta chỉ giả vợ làm phép để giả cho cô một bài học. Vợ cô hiểu chưa? Thì ra là vậy. Tại sao nàng lại làm thế chứ Dorota? Ta yêu nàng đâu phải vì vẻ bề ngoài đâu. Nhưng em chỉ là một đứa hầu gái. Em còn chẳng xinh đẹp. Chàng là hoàng tử. Làm sao em xứng đáng với chàng? Không, ta yêu nàng vì tâm hồn bên trong, vì con người của nàng. Vẻ bề ngoài không thể quan trọng bằng tâm hồn, Dorota ạ. Đối với ta, nàng là người con gái đẹp nhất. Mùi bẩn quá, phát ớn à. Hoàng tử Seth và Dorota sau đó đến với nhau. Nàng Dorota từ đó đã tin vào chính bản thân mình, và sự tự tin giúp cô trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.
Và chính Dorota cũng khiến phù thủy Fleck thay đổi. Anh không làm việc ở chợ đen nữa, mà bắt đầu tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, cố gắng chứng tỏ con người thực sự đằng sau bề ngoài đáng sợ của mình. Và đó là câu chuyện của ngày hôm nay. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Hãy cùng để lại bình luận và ấn nút theo dõi kênh Hoa Fairy Tale để theo dõi những câu chuyện tuyệt vời hơn nữa nhé. Và đó là câu chuyện của ngày hôm nay. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Hãy cùng để lại bình luận và ấn nút theo dõi kênh Wow Fairy Tale để theo dõi những câu chuyện tuyệt vời hơn nữa nhé.